Minh Khoa xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức địa phương của chúng tôi trong ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và ngày sau đây. Mời quý vị cùng với Minh Khoa đến với những bản tin được cập nhật trong ngày. Và như thường lệ là phần tin đến từ thành phố Atlanta. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenly Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệp com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Mở đầu phần tin đến từ thành phố Atlanta, bản tin cho hay rằng có hai trẻ em bị bắn tại chung cư thuộc quận Decatur. Theo đài truyền hình địa phương đưa tin, họ nhận được bản tin của sở cảnh sát quận Decatur cho hay rằng vào khoảng 2 giờ sáng của ngày thứ năm, 30 tháng 3, có một vụ nổ súng xảy ra tại căn nhà thuộc khu chung cư Artesian Edge Village nằm ở số 1.400 trên đường Border Crest, khiến hai trẻ em 6 và 7 tuổi bị thương và hai em này đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Hiện nay tình trạng sức khỏe của các em đã dần ổn định, danh tính của các em vẫn chưa được công bố và các nhà chức trách nói rằng họ tin rằng có một nghi can nào đó đã nổ súng bắn vào căn nhà trước khi bỏ trốn. Hiện nay, nhà chức trách vẫn đang có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thêm bằng chứng điều tra về vụ nổ súng nói trên. Bất kỳ ai có thông tin nói trên có thể giúp các nhà chức trách trong việc điều tra, thì xin liên lạc với Sở Cảnh sát của quận DeKalb. Và một bản tin riêng biệt khác cũng cho hay rằng cảnh sát cũng đang điều tra một vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút tối ngày thứ Tư 29 tại tháng 3 tại khu vực đường xa lộ Covington và đường DeKalb Medical. Theo các nhà điều tra cho hay rằng một xe cứu thương có mặt tại hiện trường khi họ nhìn thấy ai đó ngồi trong xe và bắn hai người tại bãi đầu xe của ngân hàng Wells Fargo ở gần đó. Mặc dù không tìm thấy bất kỳ nạn nhân nào tại hiện trường, thế nhưng cảnh sát cũng phát giác được một trong số những cửa sổ của ngân hàng đã bị hư hỏng. Hiện nay, nhà chức trách vẫn đang điều tra, đồng thời hy vọng bất kỳ ai có thông tin liên quan tới vụ nổ súng tại ngân hàng nói trên, thì cũng xin vui lòng thông báo cho sở cảnh sát tại quận DeKalb. Tiếp đối bản tin về việc du khách sử dụng AirTalk để theo dõi thiết túi bị đánh cắp từ phi trường Hartfield Jackson. Theo thông tin cho biết rằng có một du khách đã sử dụng thiết bị AirTalk để theo dõi một chiếc túi bị đánh cắp từ phi trường quốc tế Hartfield Jackson và rồi từ đó giúp cho cảnh sát bắt giữ nghi phạm. Vì khách du lịch này có tên là Jamil Reed, là cư dân tại Fairburn, đã đăng đoạn video trên Instagram Reel cho biết cách anh tìm thấy chiếc túi bị thất lạc bằng chính thiết bị theo dõi AirTag. Đây là một thiết bị có kích thước nhỏ gọn tương đương một đồng xu, có thể gắn vào nhiều đồ vật như là túi sách, chìa khóa, ba lô, áo khoác để người dùng có thể xác định vị trí của chúng khi nó bị thất lạc. Thông qua các thiết bị của Apple như là iPhone, iPad hay là máy MacBook, tính năng hữu ích của thiết bị này một lần nữa đã được chứng minh tại thành phố Atlanta. Và trong bài đăng của mình, anh Reed cho biết ban đầu anh không thể tìm thấy chiếc túi của mình sau chuyến bay trở về từ hồi tháng 2. Hành lý của anh đã đến phi trường trên một chuyến bay sớm hơn so với chuyến bay của anh. Do đó, anh đã mở bản đồ AirTalk và phát hiện hành lý của mình đang nằm tại bệnh viện Grady Memorial. Thế là anh đã báo cho hãng bay Delta, rồi thông báo cho sở cảnh sát, rồi trở về nhà. Sau đó, anh thấy chiếc túi đã được chuyển trở lại phi trường và nghĩ rằng có ai đó đã trả lại. Thế là ngày hôm sau, anh theo dõi thấy chiếc túi đã được chuyển đến ga Skytrain tại Georgia International Convention Center. Khi đến nơi, anh thấy một người đàn ông vô gia cư đang ngủ cùng với hành lý và quần áo của mình. Một báo báo cáo của cảnh sát Atlanta về vụ việc vào tháng trước cho biết rằng Brock Nelson đã bị bắt vì tội trộm cắp, lấy hành lý trái phép và xâm phạm hình sự, đồng thời cho biết rằng người này đã bị đưa đến nhà tù tại quận Clayton. Sang qua bản tin đến từ Douglas County cho hai cảnh sát nổ súng bắn chết kẻ tình nghi. Theo một loạt các tình huống bắt đầu tại sân vận động của một trường trung học tại Douglas County và kết thúc bằng việc cảnh sát nổ súng bắn chết một người ở khu phố gần đó. Mọi chuyện bắt đầu vào sáng sớm của ngày 29 tây tháng 3 là ngày thứ tư, khi mà trường New Manchester bị phong tỏa vì có một người đàn ông mang theo một khẩu súng trong sự kiện Thế vận hội đặc biệt của trường tại sân vận động. Đến khoảng 11 giờ 20 phút sáng cùng ngày, sĩ quan ở phòng cảnh sát Dallas County cùng với cảnh sát của nhà trường tiến hành lục soát cả trường và phát hiện ra người đàn ông truy đuổi kẻ này ra ngoài. Các nhà chức trách đã thiết lập một vành đai an toàn xung quanh và sử dụng cảnh khuyển K9 để tiếp tục quá trình tìm kiếm. Và trong quá trình đó, cảnh sát tìm thấy một chiếc điện thoại giúp cho họ truy dấu đến một ngôi nhà tại Frank Place Thế là một người đàn ông sau này được xác định có tên là Stephen Blunt, 29 tuổi, từ trong nhà bước ra ngoài và nói chuyện với cảnh sát. Rồi đột ngột, người này rút một khẩu súng lục và bắn vào cảnh sát. Một cảnh sát viên đã bắn trả và trúng vào nghi can Blunt. Người này được đưa đến bệnh viện và qua đời sau đó. Không có cảnh sát nào bị thương trong vụ nổ súng. Tính tới thời điểm hiện nay, văn phòng cảnh sát vẫn chưa rõ liệu Blunt có phải là người đàn ông có vũ trang được cáo buộc ở trường hay không. Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng lên khớp với mô tả về người đàn ông mang súng vào nhà trường. Sẽ có bản tin cho biết rằng cư dân tại tiểu bang Georgia tưởng nhớ vị hiệu trưởng Catherine Kuhn. Theo cư dân tại Nashville, cho biết rằng họ đau buồn và cùng tụ họp trong buổi tối thứ Tư ngày 29 tháng 3 để cầu nguyện và tưởng niệm cho các nạn nhân bị thiệt mạng vì nổ súng tại trường Covenant ở tiểu bang Tennessee. Sự việc diễn ra vào sáng ngày thứ Hai, 27 tháng 3 vừa qua. Trong số các nạn nhân có bài hiệu trưởng Catherine Kuhn, bà từng là cư dân của tiểu bang Georgia lấy bằng thạc sĩ ở trường đại học tiểu bang Georgia trước khi bà chuyển đến Tennessee. Nhiều cư dân Georgia như bà Dean Grob cho hay rằng cái chết của bà Catherine là một sự tổn thất to lớn đối với rất nhiều người. Bà là một tặng phẩm cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho mọi người. Bà Dean quen biết bà Catherine qua nhóm học kinh thánh tại nhà thờ Baptist Johnson Ferry tại tiểu bang Georgia. Bà không ngạc nhiên khi được tin bà Catherine thiệt mạng cùng với ba trẻ em khác bởi vì bà biết rõ bà Catherine sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ các học sinh và nhân viên của mình. Bà Catherine xứng đáng được công nhận là vị anh hùng vì đã có phản ứng mạnh mẽ khi mà một tay súng xông vào trường cũng như từng chuẩn bị chú đáo cho các học sinh và nhân viên để biết cách đối phó và giữ an toàn nếu trong trường hợp bất ngờ xảy ra vụ nổ súng. Là một người bạn của bà vì thế mà bà Jean biết rõ sự giáo dục và con cái là điều cùng quan trọng đối với bà Catherine. Tiếp đoạn bản tin của chúng tôi cho biết rằng Quốc hội tiểu bang thông qua dự luật hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Thưa quý vị, có một dự luật cung cấp thêm hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu cho sinh viên Georgia đã có được sự chấp thuận từ Quốc hội tiểu bang. Theo đó, House Bill số 249 mở rộng luật được thông qua vào năm ngoái để giúp cho sinh viên không đủ khả năng chi trả học phí. Với bản cập nhật lần này, hiện đang được gửi tới thống đốc để có chữ ký của ông sẽ tăng số tiền tài trợ tối đa mà sinh viên có thể nhận được lên 3.500 Mỹ Kim thay vì là 2.500 Mỹ Kim như hiện nay. Thượng viện đã thông qua biện pháp này trong ngày thứ tư, nhưng đã đưa ra một số sửa đổi, thế nên dự luật phải quay trở lại Hạ viện để phê duyệt lần cuối. Hạ viện đã lập tức thông qua dự luật vào cuối ngày. Dự luật cũng sẽ cho phép sinh viên nhận được hỗ trợ dựa trên nhu cầu sớm hơn trong quá trình học tập. Theo luật hiện hành, sinh viên đủ điều kiện nhận tài trợ sau khi hoàn thành 80% tín chỉ Bản sửa đổi cho phép sinh viên đủ điều kiện nhận trợ giúp sau khi hoàn thành 70% yêu cầu tín chỉ đối với chương trình 4 năm hoặc là 45% tín chỉ đối với chương trình 2 năm. Ashley Young là một nhà phân tích chính sách giáo dục của Georgia Budget và Policy Institute cho biết rằng chỉ cần một thất bại nhỏ về tài chính cũng thể có thể khiến cho việc trả học phí hoặc là chi phí sinh hoạt gần như không thể thực hiện được. Nó cũng có thể đe dọa thành công trong nhiều năm đại học Mở rộng quyền truy cập và các khoản trợ cấp là một cách có ý nghĩa để giúp cho các nhà lập pháp, giúp cho các bạn sinh viên hoàn thành các chương trình cấp bằng khi các lựa chọn hỗ trợ tài chính của họ đã cạn kiệt. Thượng viện cũng đã bổ sung một sửa đổi cho phép các cựu quân nhân tham gia miễn phí chương trình đào tạo bằng lái xe thương mại tại hệ thống trường cao đẳng kỹ thuật Georgia.